Trần Thiệu xin chào chị nhé. Vâng, Trần Thiệu xin chào. Kim Cúc xin chào. Hôm nay rất vinh dự là đứng cùng em trai Đào Phượng trở về sân khấu Công Bộ. Và hôm nay sau đây nước xưa và em Đào Phượng xin quẩy quẩy nhé cả nhà yêu. Ấp sân khấu nha cả nhà yêu nha. Điên thế, anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương Hà Nam mê, sông đây ở tình về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
对，记得没有？是这样，拍对呀。Để cho hai anh em thể hiện hết mình trong buổi